Ý là hồi nhỏ đi học không? Có chứ. Đi học lên lớp mấy? Lớp 2 không? Lớp 4. Lớp 4 hả? À? Hay gì đụng? Nó hổ. Hay quá. Này mới mua mũ đi bán vé số. Này ế quá, tại vì bị dịch nó. Đồ mấy ông trọng nhất trước mặt ông tôi không? Trời ơi, ông quá. Ông đang quay không? Đấy này là bán vé số ế biết sao? Ế là tại vì quán nhậu nghỉ. Quán cà phê nghỉ vậy cho nó bán cho ai? Không nghĩ luôn à. Đó, thì clip này thì mình làm ốc âm nha anh em. Ốc âm gì anh? Bơm sữa. Ủa chứ không phải là cái gì dừa gì đâu. Ốc âm sữa với lại nước dừa. À, ốc âm sữa với lại nước dừa hả? Ừ. Rồi món đó ai làm chưa? Chưa. Giờ mình mới làm. Giờ mình mới làm hả? Mẹ. Đây, tí nữa mình ăn nha, không là làm không đổi cho chó nghe. Anh em muốn biết cái món đó ra sao thì anh em theo dõi clip nha. Lâu lắm rồi giờ mới dám đem răng anh em. Dịch nữa. Đây. Sẽ. Đưa coi, đưa chặt cho. Sẽ. Gừng. Ớt, tỏi, chày, búa, dao kéo rồi đó. Súng ống. Còn hay là dừa nước dừa nha anh em. Má. Nhìn là quá trời ơi. Nhìn là biết chặt ngu rồi. Mấy đứa nó vô xin điện thoại kìa không? Có cho không? Đấy là mấy đứa nó vô nó xin điện thoại có cho không? Hả? Chặt cho. Đấy là có cho không? Không. Sao vậy? Ngại à. Không, bồ quýnh. Bồ quýnh hả? Phải hỏi anh em đang ngồi thứ hai là anh gì vậy? Hả? Nó có người yêu chưa? Chưa thì để anh tới xếp hàng. Rồi, dám. Ngon. Đây là đang bắt lưỡi anh em. Ngon. Đây là dẻ, ớt. Còn đây là dẻ. Dẻ gia vị. Đó, còn đây là... Này này, nhìn dao nha ba nhỏ này. Thì mua đấy, đồng mẹ. Mang con dao này. Xuống sao không mua? Dạ này. Đấy là xuống sao không mua? Xong mang tiền không mang đồ đạc xuống. Thôi. Khẩu trang đâu? Trang cúp xe mấy nghìn cái. Nghìn cái đúng không hả? Ở thì clip đây thì anh Vũ Hí Hòn, đây là Vũ Hí Hòn nha anh em. 2-3. Để khẩu trang nha. À, tặng khẩu trang miễn phí cho ai like, share, subscribe. Đó, tặng nơi luôn nha anh em. Tặng mỗi người mỗi như hộ gia đình. Sao mụn vậy? Mỗi hộ gia đình cứ một người là 2 cái. Đúng không? Một người 2 cái. Là trong nhà có 5 người thì tặng 10 cái nha anh em. Đó. Bán xe bán cộ lên. Ấy là lấy tiền ship thôi. Ví dụ như ship lấy 20.000 tiền ship thôi đúng không? Nhân đôi lên 40 đó. Không, lấy 10.000 nhân đôi lên là 40. Á lộn, 20 chứ. 10.000 nhân đôi 40 học hết rồi mấy nghỉ vậy? Mấy học tới lớp 7 nghỉ mấy rồi. Là đang giảng. Đấy là tặng được đúng không? Đúng không? Ấy là tặng được đúng không? Tặng không? Khẩu trang xịn mà biết xấu rồi. Nhớ mà ba nhỏ gì mà đang cô đơn thì mình không ai vô xin info hết. Xin info thằng áo đen không không? Yeah. Mình nói đó, ở đây còn áo đen. Áo đen. Mình còn áo đen luôn. Ở đây toàn áo đen không à. Vô. Kệ nó chứ. Em đổ dầu cho xong. Ủa nay đổ địa hình rồi ra vậy xong không xuống cái chỗ ghế hốt rồi anh. Đổ nha. Đây từ từ. Rồi đổ đi. Đổ. Vậy thôi, đâu phải chiên đâu. Ừ. Rồi tỏi đâu, xẻ đâu trước nha anh em. Ừ, rồi sao nữa. Đây là một đội hình. Còn anh bên kia thì có người yêu rồi. Thùng la luôn đó. Để tính đủ thăng dữ, đưa lên cái mũi luôn anh. Nào. Thù cái nào. Thù. Nồng lên tới nẻo luôn á. Thù kìa. Thêm dầu ha. Có bị corona không anh? Không. Covid-19 sao? Ăn ốc tránh corona này. Có bị quen kiên Covid không? Không. Covid vô. Đây là địa hình. Địa hình cả nhà lái vườn. Anh em xã hội hả? Anh em trong xã hội. Chấp này. Bọn ba tém mấy lần. Đâu? Mới chuyện bên đây mới đúng năm rồi á. Ngày này năm trước là chuyện bên đây nè. À thế là ngày nay hôm trước là cái dưỡng không? Bây giờ làm ăn ốc kỷ niệm năm nha anh em. Cho ốc nó phát triển. Nó hăng không?
Rồi mình tạm cắt bước này. Sao? Thơm mày. Ấy là cái nào đổ dừa. Chút nữa. Để cho nó lại. Ủa con cá đây để lên cái gì vậy? Cá đây cắt gì anh? Cá đây cắt gì vậy? Anh lên để cá là chi vậy? Để tối nhìn ăn mình sao vậy? Anh chờ một thời gian là đổ dừa rồi. Để dưới cái trong cái đổ dưa để nó thấm đây. Nó lại đi. Nó xèo không nghe. Thôi đổ thêm nước dưa vào nha em. Ok. Cái thằng này hỗn gớm không? Mấy tao ăn cái dưa đầu vậy hả? Đi mua nước ngọt đi. Rồi thôi. Đi mua nước ngọt đi. Đấy là đi mua nước ngọt đi. Từ từ nó mua. Cái này hỗn không? Ừ. Mới dài không? Ừ. Hình như ý là hồi nhỏ đi học không? Có chứ. Học là tên mấy? Lớp 2 không? Lớp 4. Nó bố hả? Cái gì đụng? Nó hổ. Chày có hư chày hả? Con mẹ mày. Em sợ là giữa anh, em đưa tới em quay anh thôi, mình làm né ghê vậy. Còn này nữa, thằng này tẹp nhang vậy, đi mua đứa ngủ đây. Tớ Liên coi. Chờ anh cho mẹ, đây nè. Sợ luôn á. Kêu tới quay clip ra lại, kêu tới ăn đâu mà sướng dữ. Anh đập điện thoại em mặt em nữa má. Là em đọc cái mặt em vô cái điện thoại đúng không? Giờ là cho đường nước mắm hả? Thêm một xíu đường vậy nè. Lộn nhà giàu mua cái thìa kỳ cục ra ấy. Nhà giàu thấy nhà chưa được 100 triệu nữa giàu. Anh không? Nhà đường nước mắm được không? Hả? Bỏ nước mắm được không? Cho anh hỏi em anh. Ý thôi. Rửa. Anh đi rửa hả? Anh có rửa không? Có. Thôi đổi luôn, canh luôn, đó chơi luôn chứ. Mặn mấy chị. Lớn mà, cái đầu nó to mà. Nửa chai không được. Nửa chai thôi anh. Hết chai được nha. Ấy là nửa đây, cái này nửa chai rồi. Rồi. Giờ là chờ nó ok là lên nồi nha anh em. Giờ ốc chín đây nha anh em. Giờ múc ra để đưa nha. Đây ốc vít hả? Ốc chín. Bù lon con tén á. Cho lên bàn. Thôi em ăn một đũa. Giờ cho lên dĩa rồi ăn nè. Tô. Cho ăn đi. Ừ, ăn đi. Em nhiều anh. Ngại hả? Ăn đi, đừng ngại. Ăn đi. Thôi ăn. Mà đút ăn mà không chịu. Không em. Cái này hỗn không? Ăn đi. Nhưng ăn không đi nha. Nhường món anh ăn trước á. Nhường đâu bếp. Thì người ta nói anh ăn như heo nên là nhưng mà này. Chơi chút vậy. Chơi chút muộn vậy không? Chơi vậy không? Để anh bàn luôn. Cái người ấy dọn một lần luôn. Mời em nha. Cho anh em ăn thử ngon không? Nhìn cái mọi hay ghét anh mà đưa nói. Ngon quá. Bên mùa trà này cái dở. Tới nhường ăn trước luôn á. Nước dừa thấm vô nó ngọt. Tới nhường bé nè. Cái bị khùng rồi em. Mình quất to là trước được coi. To ruộng nhỏ lắm. Em gấp cho. To này gấp ra bình thường rồi. Thôi chơi nhiều rộng rồi. Nói hình bè bay. Mà sao nhìn con này nó tần tờ hả? Đế bị đòi vậy. Còn cái ở dưới sao trứng, anh? Trứng quăng. Dưới quăng hả? Ừ. Ủa sao vui vậy? Thì thường dưới quăng hả? À? Mà anh em này con này sao anh? Cái gì? Ăn đi á. Không nó dính cái gì nè? Dính cái gì? Dính, nó dính cái gì trong hả? Dính nước dưa rồi đó. Mà xong ăn cái ông ăn cái vỏ luôn. Chứ tự nhiên nó căng tí nó mà xong ăn cái vỏ luôn. Ấy là ăn cái vỏ đi. Đi vô xe uống, phải đi uống. Đó, ăn uống cũng nên. Thêm ăn. Trời. Mà sao không thấy mình nước dừa anh? Nó thấm nó nóng hết. Nó nóng vậy đây. Ngọt đúng không? Nó ngọt, nó ngọt như nước lẻ. Nó ngọt như nước lẻ. Đừng quất con này thôi, chưa thấy mùi vị. Chưa thấy mùi vị là sao ấy. Ăn cái dưới luôn. Ăn cất miệng điên luôn nè. Ăn dưới luôn bình thường mà. Ăn cất luôn nha anh em. Ăn cất luôn nha. Thôi. Con cất ốc, khùng mày. Cất ốc mà. Nói thì nói bậy bẹ không? Phân ra đây phân đồ mắt cất bỏ trong tô chít ma rồi lỡ đâu bây giờ nó quét rồi nó khó cơ nè nói rồi thì chú vậy ngon giòn kiểu béo gì vậy giòn
giòn dài ngọt béo bở. Có gì anh không có rồi đây. Cái này hến. Anh nói cất gì, anh ăn cất luôn này. Ăn cứ cất luôn em được. Không, hồi giờ ăn người ta ăn luôn cả luôn dưới sao đâu. Người ta bỏ hết. Nó bỏ chứ, em thấy người ta ăn đầy thì sao đâu. Ốc ở biển. Ta đòi là cái gì anh? Trứng. Trứng. Thôi ăn vô mất. Ăn ngon mấy. Cháo im ru vậy, ăn im ru. Ngon lắm nha nè. Miếng cho nó mặn mè. Ăn. Thôi rồi, ai thèm. Ấy ngon ăn dữ anh. Ngon. Ngon, ngon lắm đi nữa. Ấy là ngon. Ngon ngon lắm nha anh em, nói rồi nó nãy giờ. Cắm quá. Làm gì? Ta nói ăn như heo đúng không? Giang Trung nó chữ hả? Ừ. Đó, mồm miệng nói cho chú vô ăn như heo bay. Dạ chú cho ăn như heo bay. Ăn như lợn chứ đừng ăn như heo. Nói ghê á. Đi về nha. Về đi anh. Nấu xong rồi đi về đi. Đi về. Sao, à, đúng rồi, bữa sau anh cứ nấu xong rồi đi chạy đi về đi. Về. Anh Ly, quay xe. Hải, quay xe. Anh Ly về hả? Ly phải nói là Hải, quay xe. Quay xe cho anh Ly chạy về. Đó là chạy cũng đưa anh, ấy là bữa sau anh mua đồ, mua đạc hết đó, đúng không? Em tới quay rồi. Anh nấu. Anh đi về. Sao anh đi về? Ừ. Anh đi về xong vô em review, đó. Kết thúc cái điều. Hợp lý. Ủa, nó hợp lý không? Ủa, sao cơ luôn. Sao cơ anh? Cơ đi hả? Em sao không kỳ, đúng không? Đấy là dẫn được không? Không. Sao vậy? Không hợp lý với nào hết. Mới hợp lý. Không, rồi sau như này. Tháng chủ cơ anh mắc đó đâu anh em. Ở sau hết. Ví dụ như biết em mà là ví dụ làm cái clip gì đây. Cứ chạy xuống. Chạy xuống đây quay chơi cho vui đó, xong quăng cục tiền xuống xong đi về luôn. Đó, à, vậy nó được á. Nó chạy được. Cứ quăng cục tiền xuống đi về cũng khó ăn được, không cần ăn đâu anh. Ăn gì nó hả? Anh đi lợn ngồi đầu sao? Anh như đấy là cái gì mà vậy? Cứ để chủ kênh ăn đi lỡ ví dụ nó bị gì thì chủ kênh tự chịu đúng không? Chết rồi. Không mà nói gì chứ, lỡ anh Lê nói gì chứ. Kêu, ok mà anh xuống quay em, anh không ăn luôn, anh đi về luôn. Đồ mấy anh bỏ xuất sổ vô, trời ơi. Ăn đúng ngon luôn. Không rồi, một tối ăn về đi. Không, bây giờ để mua vé đi Vũ Hán đi du lịch thôi. Ăn ốc xong đi cánh Lê luôn. Cùng team, cùng team đi Vũ Hán. Đồ mấy anh sữa. Sữa. Không biết. Thanh. Bữa em đâu có sao. Thanh hơi vậy. Đi ăn đâu. Về chết mẹ về đi cách ly rồi. Cách lòng tự cách ly. Thanh ơi. Thanh. Nói chung là no rồi. Nên là ăn vài con trên lì vui thôi, ý là ai mang anh vui thôi, không có gì đâu. Nhưng mà anh vui với anh mà anh vui không? Vui. Ok, nói chung là anh lì vui nha anh em, đó mình ăn cho lì vui chứ không phải. Ngon, ngon. Mẹ cho chủ anh dục kích vô lại bay. Cái gì vậy? Bình thường người ta ăn ốc người ta đâu có bỏ cái đó đâu mà lo cái gì. Mà nói chung là uống con nữa nè. Ừ. Sao sớm với anh không húp nước anh? Cái vé bị lủng, cái vé lỗ không sao muốn nước được. Vé chơi lấy cái vé lỗ à. Vé chơi nhiều lỗ không. Mời anh em nha. Mời anh em. Mà ăn ốc á, thầm thầm. Nó thầm thầm á. Thầm thầm cái gì á. Trời mẹ, ăn trúng con là thầm gì không. Ăn trúng con chết mày. Con Covid. Chính Covid. Thầm không? Con này thầm á. Chung món này thì cũng ok nha anh em. Cũng ok chứ không có ok quá không? Ok lắm anh em. Ừ. Nói chung là đắng quá, ăn chúng cứt nữa sao đắng gì mình. Cái vậy? Ăn được trứng á. Trứng á, ăn đi. Ăn đi, trứng. Đưa lại á. Trứng á. Ê đưa trứng á. Ăn đi. Cho ăn tôi tự thôi em. Ừ. Tự làm ăn rồi. Ừ. Bóc giống nào ăn đó hả? Ừ. Thôi được. Thôi giờ chơi cứ anh em mình ăn hết thì bỏ lại mấy cái ruột sau á. Thấy sao không? Xong nó đau rồi là. Xong nó nấu cháo cho nó đi. Không. Nó đủ mấy cái chú nó chịu nó chơi trò chơi. Ăn cái này nè. Không ra xui xì mà thua ăn. Cứt à. Cứ nói cái cứ biết không? Nói nói cứt này. Xót cơ anh em sao? Cái mẹ con này nó làm gì? Đang gì vậy? Ơ, lì ơi, 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 lì
không đổ đầy mày xong rồi đây đổ đầy gì đó vậy đây mất thẩm mỹ quá cái đồ cái địa hình đây là quay clip này đúng không nói chung ăn ngon mà sao ăn nhiều vậy này nó ăn nhiều ghê không á thấy nó ngon cho ăn nhiều vậy đồ không ăn thì kêu mà sao chê không ăn ăn kêu ăn nhiều cái này ăn ngon không 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 thôi đừng ăn nữa chứ ăn cho nhiều ăn nhiều vậy ăn trong lì vui thì nói chung clip của mình tại đây ngày nay anh em thấy thôi ăn vừa vừa thôi được rồi thôi vậy thôi còn nhiều quá ăn đổ túi đem về đi đội túi éo á đi về mẹ đi ăn hết rồi đấy không bọn mũ á đồ đầu á đi đường á ra khỏi trang á đói quá bóc không bố đi mua mà cho luôn cho để đổi thì nói chung clip của ta đấy nha anh em tao hay nên anh em tao hay thú vị thì cho mình một like một share đăng ký nha tại vì anh em nha chào anh em nha bỏ xuống không thôi không ăn nữa.